Ok, thì muốn thêm một cái tông nữa thì chúng ta sử dụng cái lệnh L, L trên bàn phím nha. L, L. Rồi từ đây kéo qua. Đó là tạo được một tông. Cách thứ hai là các bạn vào Architecture này, chọn Level, cũng từ đây kéo qua luôn. Đó, thì nó cũng ra một cái tông. Ok.